kháng đến lỗi phần cứng là 1/1. Hôm nay là khách quen đến phụ thùng con X1 này, đến 6 có đây là hàng mới xuất xưởng năm 2020. Được siêu học. X1 cái thùng nó đóng cái này, có nó lại thùng đóng cái này nó vẫn là thùng từ ngày xưa, cũng bây giờ thùng mới nó đóng bé hơn. Hộp trong con này hộp lịch sự, máy rất là bé nhưng thùng rất là to. Hàng này nguyên niêm phong từ Dell USA, mã của nó mã US. Khui. Đấy, tiền này được quyền khui, được quyền khui đấy. Đấy là nguyên niêm phong. Sắp tới là đúng không, một hàng không xách tay về được nữa thì biết. Không bán được gì. Không, vẫn Covid đấy. Alo, dạ mẹ. Sản phẩm M15 cho bên ngoài một chút được gọi một chút nó về không? Đẳng cấp của nó khác. Dạ vâng. Đẳng cấp nó khác, tấm cách đóng gói kiểu dạng nó cũng khác đi, đúng không? Mình trông máy bỏ ra phát nhìn trông nó, mình trông có lịch sự cao cấp rồi, đúng không? Choáng chưa? Đấy, đóng gói như thế, có rất lịch sự. Mặc dù con máy rất là bé, đóng thùng rất là to, an toàn, thùng rất lịch sự. Đi trong một lớp đi phong nữa. À, con này không nó bị bọc dưới. Nó không có bị loại nó giống như rồi. Con này có hai đồ. Có giấy tờ mới đồ sáng. Trong hộp nó đẹp rồi thôi nhưng đồ nó in bên trong ít rồi. Thì vẹn một. Không phải là nó con này. Thì đời cao mà, đời cao nó phải nhỏ đến 14 inch, cũng 14 inch nhưng mà bo nó bé. À, bo nó phải bé. Đời cao hơn, con này Gen 3, con này Gen 6 nó hơn 35 rồi. Sạc con này sạc Type-C rồi, sạc con này mở hết cỡ luôn, cứ mở thoải mái. Con này thoải mái tay, thoải mái mở. Cái con này sạc Type-C rồi giống như dòng Macbook, mình mượn cái sạc của Mac mình sạc cũng được, sạc có chuẩn sạc Type-C. Vân tay đúng không? Đây này. Con này sạc tay C, sạc vuông tay C. Lấy led vào mặt. Mình cần không lấy 65W. Chưa bật lên được đâu. Sạc. Cái dòng mới đã thế. Không thích hợp mình sạc. Mình để bóc giữ bỏ ra nó sẽ xước cái sạc con sắt màu đất đồng để đi được. Về thẻ về thiết được không ạ? Nếu mà chuyển khoản thì tốt nhất có thẻ bên mình mất phí. Anh chỉ có dùng cái thẻ, không chuyển khoản được không? Được, chuyển khoản thôi. Khoản như này, có thêm phần điện tử. Tốt rồi. Mình trông máy xịn xò. Trông điện tử đường led mình trông nó khác. Nam tính dùng con này, nữ thì dùng con kia màu sáng sáng hơn. Cái nút đỏ sữa em cũng chưa hiểu. Nó từ ngày xưa rồi, từ thời kỳ IBM nó có nút đỏ này. Nút đỏ này là bản sắc của thằng ThinkPad này nên nó không bỏ đi được. Bỏ gì thì bỏ nút đỏ này, nó không bỏ được. Từ ngày xưa mà không có cái sườn thì không biết là có những di chuyển chuột này, chuột không bao giờ dùng đấy. Check coi, chuột này chuột check coi, chuột từ ngày xưa nó khi trước khi nó ra ThinkPad này. Ngày xưa trước khi nó nghĩ ra cái chuột này thì nó có dùng cái chuột này. Đời trước cái chuột này nó còn dùng cái chuột bi nữa. Con này nó dây một nối nhưng anh dùng cái con ngày xưa thế. Ngày trước nó còn có cái chuột bi nữa, buồn cười lắm, chuột bi tròn. Ngày xưa nó không có chữ này, tại vì nó sát nhập sau này có cái này này. Đúng rồi, thằng logo mua lại. Anh cài hết luôn cho em. Giới thiệu qua cái tắt video. Máy cực đẹp luôn. Đẳng cấp X1. Gen 6.7 giống y xỉ nhau, mỗi cái CPU một tí thì 8250 và 8265. Nó rất là mỏng. Đẳng cấp nhẹ nhàng. Xuất xưởng 2020. Cầm nhẹ tênh. Con này chỉ là khoảng 1/2 mà, 1/2 đến 1/3. Bên này có cổng USB, cái này có cả cổng USB luôn. Hai cổng USB, một cổng HDMI, hai cổng Thunderbolt, cổng này ra đắp, cổng đa cổng mic quá. Rồi, xin chào, cảm ơn.